xây dựng thủ đô Hà Nội, năm chục không gian cảnh quan quyết định tương lai theo cổng TTDT Chính phủ Trang thành phố Hà Nội. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 tại quyết định số 1259. QĐTTG đã xác định các trục không gian với chức năng nổi trội như sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm TP Hà Nội, trục không gian kinh tế Mỹ Đình Hương Sơn Ba Vì. Bên cạnh đó là trục không gian văn hóa truyền thống Hồ Tây Ba Vì, liên kết văn hóa Thăng Long Sứ Đoài, trục không gian cảnh quan Hà Đông Chương Mỹ Xuân Mai, trục không gian khoa học kết nối đô thị trung tâm với Hòa Lạc, trục không gian tâm linh Hồ Tây Cổ Loa. Trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 TP, Hà Nội đã bám sát 3 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị được ban hành trong năm 2022 để xây dựng những định hướng lớn về phát triển không gian cũng như hạ tầng khung cho thủ đô trong giai đoạn tới. Trong đó, có việc hình thành năm trục không gian cảnh quan chính quan trọng, bảo đảm cho Hà Nội phát triển hài hòa, bền vững, phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống. Các trục được định hướng nghiên cứu là trục sông Hồng, trục xanh, cảnh quan trung tâm, trục Hồ Tây Ba Vì kết nối trung tâm với vùng văn hóa Sứ Đoài, trục Nhật Tân Nội Bài là trục đô thị thông minh, trục không gian Hồ Tây Cổ Loa là trục kết nối di sản đô thị, trục liên kết phía Nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình Ba Sao Bái Đính kết nối di sản Thăng Long Hoa Lư gắn với vùng di tích Hương Sơn Tam Trúc. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần tập trung vào 2 thành phố trực thuộc thủ đô, 3 tuyến hành lang kinh tế, 4 không gian chú trọng phát triển và 5 trục phát triển để phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp của thủ đô. Định hướng mới cho quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho rằng, định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua lần này có một số điểm mới so với quy hoạch chung xây dựng thủ đô năm 2011, quy hoạch 1259. Theo đó, quy hoạch cũ có 3 trục không gian gồm sông Hồng, Hồ Tây Ba Vì và Hồ Tây Cổ Loa. Tờ trình lần này bổ sung 2 trục Nhật Tân Nội Bài, đường Võ Nguyên Giáp lên sân bay Nội Bài và phía Nam nối trung tâm Hà Nội. Hiện tại, trục Nhật Tân Nội Bài đã hình thành nhưng không gian hai bên đường chưa phát triển nhiều. Thời gian tới sẽ có các đô thị thông minh, công trình lớn như trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, không gian xanh. Trục không gian phía Nam thành phố hình thành trong tương lai gắn với trục văn hóa Mỹ Đình Ba Sao Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long Hoa Lư gắn với di tích Hương Sơn Tam Trúc. Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho rằng, Quy hoạch 1259 xác định Hà Nội được hình thành bởi chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, 3 thị trấn sinh thái và các thị trấn. Quy hoạch lần này cơ bản giữ nguyên mô hình nhưng điều chỉnh để hình thành 2 thành phố trực thuộc thủ đô ở phía Bắc và phía Tây. Ngoài ra, theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, trong 5 trục không gian cảnh quan chính được định hướng nghiên cứu thì trục sông Hồng được quan tâm đặc biệt. Đây sẽ là trục không gian đặc trưng cây xanh, mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm TP Hà Nội. Trục không gian sông Hồng, lấy sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, thay đổi quan điểm phát triển theo hướng quay mặt ra sông thay vì quay lưng ra sông như hiện nay. Trong lịch sử phát triển, Hà Nội là TP, Hà Nội gắn liền với những dòng sông, trong đó sông Hồng lớn nhất.